Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay thì chúng ta có nhân vật chính ở đây là một chiếc Toyota Camry phiên bản 2.5Q với năm sản xuất là 2019. Chiếc xe này lăn bánh mới chỉ có hơn 52.000 km mà thôi. So với tuổi đời, năm sử dụng thì số km này cũng tương đối là hợp lý và còn thuộc dạng ít quý anh chị và các bạn ạ. Và chúng ta hãy cùng ngắm qua tổng quát về ngoại thất cũng như nội thất của chiếc xe này nhé. Chúng ta có thể để ý thì chiếc xe này nó sẽ nhìn nó hơi khác xe nguyên bản một chút, tại vì là chủ xe đã chỉnh sửa lại một chút ở phần ca lăng cũng như là phần mâm lốp này. Chúng ta nhìn có thể để ý không, cái phần mặt ca lăng thì đã độ lên đen bóng rồi, nhìn rất là thể thao, đi cùng với bộ mâm lốp đa chấu của đời cao hơn. Đấy, phay sơn đen nhìn rất là ưng mắt luôn. Nó tạo lên cái độ lì cũng như độ chất của xe. Và dàn lốp Michelin thì chủ xe cũng đã thay luôn. Đây, mới cứng luôn quý anh chị và các bạn nhé. 4 lớp mới nguyên, đi cực kỳ là êm luôn. Vành 18 inch, nói chung là vẫn đúng với thông số của nhà sản xuất, nên là quý anh chị và các bạn không phải lo khi là đi đăng kiểm hay cái gì đâu nhé. Đấy, Camry thì là một trong những cái mẫu sedan hạng D thuộc cái phân khúc nó gọi là cao cấp rồi, nên là với hệ thống cách âm này, khung gầm, cảm giác lái nó cũng rất là ổn luôn. Và không những thế là chủ xe này còn độ thêm cả chống ồn, cách âm, đấy, cách nhiệt cho xe nữa. Đi rất là đầm và chắc luôn quý anh chị và các bạn nhé. Xe thì lăn bánh có hơn 50.000 km thôi. Với chiếc Camry hay cũng như là những cái mẫu xe Toyota này thì thật sự là 5 vạn nó quá là bình thường luôn. Nó quá là nhẹ nhàng với cái chiếc xe này luôn. À đây, để em lấy chìa khóa xong rồi em mở cho quý anh chị và các bạn cùng xem chiếc xe này. Và đây là phần khoang hành lý của chiếc Toyota Camry này. Đây, xe vừa về vẫn còn một số đồ đạc cũ của chủ xe này. Em sẽ bỏ ra sau cái clip này. Đấy, bên dưới thì vẫn là những cái bộ đồ nghề theo xe thôi. Kích lốp dự phòng, tay công. Và đây chúng ta có thể để ý những cái phần đây. Chủ xe đã làm thêm cái phần chống ồn cho chiếc xe này. Đấy. Nên là nếu chiếc xe này mà quý anh chị và các bạn ngồi lên nhá, cái hệ thống chống ồn này cộng thêm bộ mâm lốp Michelin nó rất là mới này nữa, thì đi cho nó sẽ cực kỳ êm luôn, và nó sẽ hơn là một chiếc Camry nguyên bản khá. Đấy, nếu quý anh chị và các bạn quan tâm. Bước vào từ hàng ghế thứ hai thì chúng ta có thể nhìn ngay ở cái phần táp ni cửa này là chiếc xe này có rèm che nắng. Đấy. Kết hợp nội thất thì là kết hợp nhựa cùng với da, chất liệu da. Đấy. Có đèn ở bên hông cửa. Đấy. Hàng ghế sau chúng ta có hộp tì tay, nhưng mà có thêm cả nút bấm cảm ứng nữa, dùng được những cái chức năng đấy trên cái hộp tì tay này quý anh chị và các bạn nhé. Hai hộp để cốc và những cái bàn phím cảm ứng đây, nhìn rất là sang luôn. Đánh giá cao cái này, cực kỳ đánh giá cao Camry ở cái phần này luôn. Một cái hộc để đồ phụ nhỏ nhỏ. Đấy. Và hàng ghế thứ hai, kính sau chúng ta cũng có rèm che nắng luôn quý anh chị và các bạn nhé, rèm che nắng chỉnh điện. Đấy. Chúng ta có điều hòa 3 vùng độc lập. Đấy. Một trong những cái option rất là hay, chủ động dành cho người ngồi ghế phụ cũng như là những người ngồi hàng ghế sau, có thể tự điều chỉnh mức gió cũng như là nhiệt độ của mình sao cho nó phù hợp. Đấy. Những chi tiết trên xe vẫn còn mới, nó cái sự hao mòn nó chưa có xuất hiện nhiều ở trên chiếc xe này. Và hệ thống âm thanh loa thì ở đời này chúng ta đã lên được hệ thống âm thanh loa JBL. Đấy, JBL rất là xịn sò luôn, đời này trở lên là mới có quý anh chị và các bạn nhé. Đời trước thì chúng ta chưa có hệ thống âm thanh gọi là xịn sò như là đời này đâu. Phanh tay điện tử, auto hold, 3 chế độ lái Eco Normal Sport, chúng ta có ga tự động, chúng ta có lẫy số sau vô lăng, đèn tự động, gạt mưa tự động, màn hình cảm ứng, kèm phím bấm, có Apple CarPlay kèm mà Android Auto, rất là nhiều luôn. Nói chung để mà nói thì chiếc xe này là một chiếc xe
ở phân khúc hạng D, nên là sẽ không còn thiếu cái gì nữa quý anh chị và các bạn nhé. Chiếc xe này là một chiếc xe đáng tiền cả về thương hiệu lẫn cả về chất lượng cho quý anh chị và các bạn lựa chọn luôn. Nếu mà quý anh chị và các bạn muốn tìm một chiếc sedan dưới 900 triệu đấy, thì Camry luôn là một chiếc xe rất là ổn định ở cái vị thế của mình cho quý anh chị và các bạn lựa chọn. Và chiếc xe này bên em có hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến tối đa có thể được là 70% giá trị xe trong vòng 5 năm với mẫu xe này quý anh chị và các bạn nhé. Một lần nữa thì nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm thì đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center nhé. Trong cái tầm giá chiếc xe này chúng ta cũng có thể mua được rất nhiều mẫu xe khác ở bên em. Ngay như là gầm cao là cũng có luôn nhé, mà gầm thấp cũng có luôn. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.